trời trời phải thật đấy. Lạ anh em. Ok, anh em nào chơi game bị giật lại, anh em có thể tải cái phần mềm giảm binh ghi ấp nha anh em. Anh em vô cái link để dưới phần mô tả nè, xong tải về cho Windows nha. Anh em bấm vô đây, nhập mã quy đổi nè, anh em ghi Slider LL cho tôi. Quy đổi. Đó, anh em nhập mã của Thunder vô là anh em được giảm giá. Nó sẽ miễn phí cho anh em một ngày với lại giảm 10% nha anh em, giảm 10% khi mua nha. Xgui đi lên với Sabiga có nên cầm chinh phục không? Đơ có nha. Cầm chinh phục là sang sẽ tấn công nha. Nếu mình máu giấy thì cầm sang sẽ tấn công cũng được. Nhưng mà cầm chinh phục thì vẫn là mắc binh nhất rồi. Dễ chơi nhất. TF hồi hôm trước anh chơi em màu găng như kịch bản nó lạ lắm. Tại em chưa mắc binh chứ sao. Khi mày chơi gì anh em ơi, anh em phát ơi. Anh em thích đồ chơi gì nè. Xgui hả? Xgui TF, TF mới chơi hai game rồi nha. Sao anh em thích đồ chơi Xgui quá nhờ? Mê Xgui à? Để tôi làm một game skill lên đồ dị mà mạnh nha. Ok, game này sẽ là một con game skill lalai. Skill lalai nha, gọi là skill lalai nha. Time to show them who's best. There's an unspoken law in archaeology. Finders keep it. Lên vậy là khả tờ dữ chưa? Tìm đánh hay vậy trời. Top win, bot win, mid win, gần win. GC vậy đó bạn. À, hụt gờ luôn kìa. Gì game một chiều quá vậy, game một chiều quá vậy. Cho tí căng thẳng đi anh em, chết đi. Đúng rồi, tí căng thẳng đi. Ừ, chết tiếp nè. Có double murder, đỡ chiêu đi, đừng có chạy nữa. Khổ ghê. Tắm. Nice. Hồi đỡ mày chết rồi. Ê là mấy ông chơi Blitz đừng có kiểu auto kéo nha, mình phải có tùy pha. Kiểu nhiều pha mình sẽ phải chạy hẳn tới mình e nó chứ sao mình mới quy á. Chứ cứ đứng quy quy kiểu cầu may chết rồi. Nhiều tình huống mình đâu cần quy đâu, mình chỉ cần đi bộ tới mình đấm nó cái. Nhiều ba mạng vậy. Đi bộ mình đấm nó cái xong mình quy sau. Yeah.
này không lát, này không lát này. Đấm nó. Bây giờ tấm TP. Chạy vội luôn á chứ. Rồi lấy xong chủ giải tán rồi. Bye bye. Chịu. À top đồ nó vậy chịu. Trời đất ơi. Xíu nên nó cần hai luôn á. Wow. Wow. Con Kai'Sa giờ cầm dịch độ lên hai này mạnh lắm. Lên được cái móc dĩa công nhân bạn mạnh. Bà con. Má trời trời. Phải thật đấy. Ừ. Ấy. Trời đất ơi. Hai phải biết đoán á. Thầy phản là không lát là không giữ được AD nữa đó. Không đoán á. Mày sợ. Biết đoán là hay nha đơ. Phản nó mà chậm một tí hay là AD sống liền á. Để còn G cái sao. Bye bye.
Dữ vậy, muốn em. Lát nó kìa, lát nó kìa, lát nó kìa. Lát nó kìa, 1k mốt máu. Gờ 1k mốt máu ha. Gờ 1k mốt máu, ok.